tô màu nữa đi. Xe container của mày dễ đâu? Mày tô màu đâu? Mấy chiếc? Mấy chiếc xe? Nói má nghe, mấy chiếc? Mấy chiếc xe? Hai. Vậy hả? Gì vậy thôi? Gãy cái bút màu á. Gãy cái bút màu hết. Rồi, nói mấy cái đó lại thử coi. Cắn thử coi. Được không? Đâu được đâu. À, cái bàn nó bị nghiêng nên nó lăn. Để cái này đây nè. Nó dốc nên gắn vô không được.